Mới đây, Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam Vietjet và Cơ quan Hỗ trợ Kinh doanh Pháp đã ký kết biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác trong hoạt động xúc tiến thương mại và đồng thời tổ chức chương trình tọa đàm giới thiệu quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của hai nước. Theo Cục Xúc tiến Thương mại, Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam tại châu Âu và là thị trường chiếm tỷ trọng lớn trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và châu Âu. Trong lĩnh vực đầu tư, Pháp hiện đứng thứ 3 trong các nước châu Âu đầu tư tại Việt Nam chỉ sau Hà Lan và Anh, với gần 550 dự án còn hiệu lực. Tổng số vốn đầu tư đăng ký ước đạt 3,8 tỷ đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam cũng đã đầu tư sang Pháp 9 dự án với tổng số vốn đầu tư 3 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, hai bên đánh giá quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Pháp vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Do vậy, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về xúc tiến thương mại lần này sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại song phương cũng như trong khuôn khổ đa phương giữa hai khối ASEAN và EU, mang lại lợi ích to lớn cho Việt Nam và Pháp.